1-0 cho Tiến Hòa Phát. Bên phải màn hình là Tiến Hòa Phát, có Quẹo, Khang, Duy và Nhí Nhỏ. Bên trái là Quỳnh Chuột Quán hả? Cái bóng tốt, 2-0 cho Tiến Hòa Phát. 2-0. Đội bóng tốt, đội điểm cho Hùng Chuột Quán, 1-2. Hùng Chuột Quán. Đánh tới tao nữa, mày đi xa tao ra đi. Có khỏe không? Đây 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 đây. Đội bóng tốt, quá. Qua bên kia Duy, thầy đâu quay được. Đá bóng không qua lưới, điểm cho Tiến Hòa Phát 4-1. Xe không còn miếng sức. Bộ bóng tốt, đội điểm cho Hùng Chuột Quán 2-4. Đội điểm cho Tiến Hòa Phát 5-2. Ngon à. Một phòng thôi. Đội bóng tốt, đội điểm cho Hùng Chuột Quán 3-5. Bỏ trắng quẹo hả? Đội điểm cho Tiến Hòa Phát 6-3. 6-3, hồi tối này quẹo ngủ sớm anh em ơi. Rồi tối này sau khi thắng được thạch đen 4-4 xong rồi về ngủ sớm. Nên hôm nay có sức á. Đội bóng ra ngoài, đội cho Hùng Chuột Quán 4-6. Thêm một pha trắng trắng quýnh ngoài luôn. Đá bóng tốt, đội điểm cho Tiến Hòa Phát 7-4. Đánh ra ngoài, đội điểm cho Tiến Hòa Phát 8-4. Đá bóng tốt, đội điểm cho Hùng Chuột Quán 5-8. Đá bóng tốt, đội điểm cho Tiến Hòa Phát 9-5. Không có giỡn được với Quẹo đâu nha anh em. Nhìn thấy vậy chứ không phải vậy đâu, quá ghê gớm á. Đội bóng tốt, đội điểm cho Hùng Chuột Quán 6-9. 6-9. Cho Duy hỏi Long Red đang ở đâu vậy? À, trống trắng đập vô lưới luôn. Tám chín rồi. Không không qua lưới. Còn cái nữa đâu rồi? 18. Điểm Tiến Hòa Phát 0-8. Trọng quá. Ồ, Nhí bước một bằng chân lên luôn. Quẹo. Ồ, không thành công rồi. Vuột tay.
đá bóng không có lưới, điểm cho Tiến Hoàng Hoàng 11-8. Hay quá. Bố bóng tốt, đội điểm cho Hồng Nhật Quán. Ừ, chán không? Vậy mà cũng chạy được. Chín mười một. Kết thúc. Tiến Hòa Phát thắng xét thứ nhất 12-9. Xét thứ hai ở phía sau là Tiến Hòa Phát, phía gần là Hùng Chủ Quán. Hay quá, tay trái vô luôn. Đã bốn tốt, 1-0 cho Tiến Hòa Phát. Cẩn thận nha. Tốt. Đội điểm cho Hùng Chụp Quán 1 điều. Một điều. Tố ngoài 2-1 cho Tiến Hòa Phát. Hai điều. Hùng Chuột quá. Đội điện 2 điều. Ông Hùng Chuột bắn điện lên chiêu cho ký chuột á. Đội bóng tốt, đội điện cho Tiến Hòa Phát 3-2. Bóng tốt, đội điểm cho Hùng Dục Quán 3 điều. Để thẳng vô trắng luôn. 3 điều. Điểm cho Hùng Dục Quán 4-3. Đã bóng tốt, điểm cho Hùng Chụp Quán 5-3. Đội điểm cho Tiến Hòa Phát 4-5. Gì à, đứng gõ gõ ngoài càng bỏ bóng rất hay nhưng mà ngoài đập bóng ra ngoài, điểm cho Hùng Chụp Quán 7-4. Thấy xà lèm ở Củ Chi có khuôn mặt với thân hình khá giống Quốc Việt Khai Ca. Đập bóng tốt, đội điểm cho Tiến Hòa Phát 5-7. Đội bóng ra ngoài, điểm cho Tiến Hòa Phát 6-7. Qua lưới luôn. Bảy điều. Tôi điểm cho Hùng Chụp Quán 8-7.
Xe đã cắm thân được rồi. 97. Điểm cho Hùng Dục quá 17. Hả? 23. Trường nào vậy? Trung học phải không thì bên kia có nhiều quá. Bên cầu có nhiều quá. Có bốn đồ mày đội điểm của Hùng Hát 80. 97. 98, 99. Đại điểm cho Liên Hoàng Phát 90. Vừa dính vừa lưới luôn. Chào con tốt, điểm cho Liên Hoàng Phát 10 điều. Nhét hồ đó. Đà bông không qua lưới, điểm cho Tiến Hoàng Phát 11, 10. Cái này quá vô bi quá hay sao? Chẳng nữa. Qua tí em ơi, anh đang quay á. Điểm cho Tiến Hoàng Phát 12, 10. Tiến Hoàng Phát thắng, chết thứ 2, 12, 10. Tiến Hoàng